Chào các bạn, đây là vàng nha. Vàng găm. Nhiều like lắm đẹp. Vàng găm trong đá. Lấp lánh lấp lánh á. Nó giống như vàng vàng non vậy. Nãy giờ lụm rất là nhiều. Đó có cái miếng vàng vàng đó, nó găm vô đá. Phát hiện mới một cái mỏ vàng. Thường ngày luôn mà bữa giờ không phát hiện, nay mới phát hiện. Nó lấp lánh. Nó lấp lánh lấp lánh. Đây. Cục này to quá. Cái cục này là vàng nhiều nhất nãy giờ thấy nè. Chả nào quên. Nắng thì nó sẽ dễ tìm, nó lấp lánh lấp lánh. Em cũng mới tìm được một cục. Đúng rồi đó, ngày đó đó. Nè đây mới cũng tìm được cục nè. Có nắng vô lấp lánh lấp lánh. Để em quay cái cục này là nó vàng không, nó không có đá luôn. Nó tách ra luôn rồi. Kế cái loa đó. Thì đây là cái kết quả mà mình đã thu hoạch được trong ngày hôm nay. Mình đã rửa sạch thì phát hiện là nó rất là đẹp. Và mình đã search trên mạng thì đây là cái loại đá vàng găm. Nó có giá trị phong thủy rất là lớn. Nên cho những ai là yêu thích cái phong thủy thì cái loại đá này nó sẽ giúp cho người đó là vừa có giá trị thẩm mỹ và vừa có giá trị tinh thần phong thủy rất là lớn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video.